Một thông tin vui mừng và kỳ diệu về một người đàn ông đi đánh cá ở Đà Nẵng không may bị nước cuốn ra biển, nhưng nhờ vào sự nỗ lực và chiếc ba lô thần kỳ đã giúp người này thoát khỏi cửa tử suốt 32 giờ lên đên trên biển. Chi tiết câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Tối 13 tháng 10, trong lúc câu cá dưới chân cầu Thuận Phước, Đà Nẵng, anh Đặng Huy Hùng không may bị trượt chân và bị dòng nước cuốn ra xa. Khi đó, anh vẫn đeo chiếc ba lô trên lưng và chính chiếc ba lô đã trở thành vật cứu sinh khi anh dùng nó ôm trước ngực để nổi trên mặt nước. Trong đêm tối, anh không xác định được đâu là bờ biển, anh thả lỏng cơ thể, dùng chân đạp nước và giữ mình nổi với sự hỗ trợ từ một cục xốp nhặt được. Trời mưa to vào đêm đó, anh đã uống nước mưa để giữ sức, cố gắng cầm cự cho đến khi có người phát hiện. Sau 32 giờ vật lộn với sóng biển, đến sáng 15 tháng 10, anh hùng được người dân phát hiện cách nơi gặp nạn khoảng 4 km. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh làm là xin lỗi cha mình vì đã khiến gia đình lo lắng. Chiếc ba lô đựng laptop vốn chỉ chứa vài món đồ câu cá đã cứu mạng anh trong khoảnh khắc sinh tử. Dù biết bơi nhưng không giỏi, anh Hùng đã vượt qua thử thách nhờ vào bình tĩnh và chút may mắn. Câu chuyện của anh Đặng Huy Hùng không chỉ là bài học về ý chí sinh tồn, mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự bình tĩnh trong những tình huống khẩn cấp.